Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật Bùi Huy. Clip trước thì tôi đã chia sẻ với các bạn là kho hàng Nhật Bùi Huy vừa về được một lô tủ 5 cánh mặt sơn, hàng đấu giá, phân khúc chỉ hơn 10 triệu, cụ thể là từ 12 đến 15 triệu. Hàng đấu giá rất đẹp, thì ngày hôm nay nó đã về rồi. Nhưng ở đây nó hơi chật nên là tôi không để được quá nhiều. Tôi sẽ quay qua cho các bạn xem 3 con trước để các bạn xem chất của nó như thế nào nhé. Có xứng đáng để chúng ta bỏ ra hơn 10 triệu để đầu tư con tủ như này hay không, hay là nên đi mua con tủ mới nguyên thùng ở ngoài siêu thị nhé. Trời đang mưa có thể hơi ồn nên các bạn chịu khó nghe một chút nhé. Đây là một con tủ của Panasonic các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy hàng đấu giá nó rất đẹp, đẹp từ ngoài, đẹp cả vào trong. Chúng ta dùng sẽ rất là yên tâm. Đấy, những con tủ này sẽ có dung tích lít là khoảng 450 lít nhé. Có thể nó hơi thiếu sáng nên là nó hơi tối, các bạn chịu khó xem. Nhưng nếu các bạn đến xem trực tiếp, các bạn sẽ thấy là nó rất đẹp, nó rất trắng, nó rất mới. Vì nó là chất hàng đấu giá các bạn ạ. Về chúng ta chỉ việc rửa bụi đi, lau bụi đi là chúng ta dùng thôi. Vì trong điều kiện thiếu sáng thì chúng ta sẽ không nhìn hết được cái độ mới của nó. Theo quan điểm cá nhân của tôi, khi tôi chọn hàng về bán cho các bạn thì với phân khúc khoảng hơn 10 triệu thì những con tủ như này thực sự là tối ưu. Tối ưu có nghĩa là trong phân khúc 10 triệu chúng ta không thể có những lựa chọn tốt hơn. Những mẫu tủ này thì nó sẽ đảm bảo chúng ta về độ bền, về công nghệ, cũng như là về chất lượng. Đấy. Nó không thể long lanh như những cái tủ mặt kính. Thế nhưng đổi ngược lại thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Mưa này rất to các bạn ạ. Bên trên đó là cái mái tôn. Không biết các bạn nhìn qua clip này có rõ không, nhưng tôi sẽ cố gắng quay rất là chậm để cho các bạn xem cái độ mới của nó nhé. Đây là tủ Hitachi các bạn nhé. Rất mới luôn đấy. Thực sự nếu các bạn đến xem trực tiếp, các bạn nhìn thì các bạn sẽ quyết định là mua liền. Nó rất mới. Nó hơi tối lên nữa để xem không rõ, nhưng tôi sẽ cố gắng quay chậm để cho các bạn xem được rõ nhất có thể. Những con tủ này có dung tích Hitachi dung tích là 470 lít, Pala là 450 lít. Rất đẹp. Mặt sơn. Và cái điều quan trọng như tôi vẫn nhấn mạnh, đó là đẹp nguyên bản, không sơn. Không sơn tút, không mông má, không sửa chữa. Những con tủ này thì là cắm điện là chạy thôi. Đây. Cực đẹp luôn. Trong đợt trước thì về được 7 con. Thì trong 2 ngày là khách đã mua hết rồi. Tại vì cái phân khúc tủ 5 cánh này nó rất hợp túi tiền. Quan trọng nhất là chúng ta phải chọn được cái tủ đẹp thôi. Đấy, thì tôi đã thay các bạn là chọn và gom được những con tủ đẹp rồi. Chứ còn bình thường nếu các bạn là nhìn mà hàng lô hàng bãi về thì chắc chắn là các bạn không yêu được. Mà chúng ta có cố gắng mua những con hàng bãi thì chúng ta dùng cũng không ra gì. Đấy, đây là điển hình là 3 con. Và vẫn còn rất nhiều các bạn nhé. Những con tủ 5 cánh này tôi sẽ cho các bạn xem thêm. Ví dụ đây là một con Panasonic nữa. Chúng ta vào trong nhà thì nó sẽ đỡ mưa và đỡ ồn hơn. Một con tủ Panasonic mặt nhôm phay, sản xuất năm 2020 các bạn nhé. Cực đẹp luôn. Với cái phân khúc tiền là từ 12 đến 15 triệu, những con tủ như này thực sự là rất đáng để chúng ta chi tiền các bạn ạ. Chúng ta dùng 5 năm, 10 năm sau chúng ta không thích, chúng ta vẫn bán được. Để chúng ta nâng cấp lên tủ to hơn. Đúng không ạ? Đấy, đủ hết tất cả mọi công năng của một cái tủ lạnh nội địa Nhật. Rất đẹp. Ngoài ra còn rất nhiều các bạn nhé. Hãy liên hệ với tôi để tư vấn hoặc đến xem hàng trực tiếp tại số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.